Xin chúc mừng 6 con giáp dưới đây, bởi vào ngày 9 tháng 12 âm lịch, các bạn sẽ được thần may mắn chiếu mệnh. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 12 âm lịch, các con giáp này sẽ bất ngờ gặp được vận may về công danh, sự nghiệp và tài lộc. Hễ bước chân ra đường là gặp quý nhân, mua hàng thì có cơ hội bốc thăm trúng thưởng, đi làm thì được cấp trên khen thưởng, đồng nghiệp quý mến và giúp đỡ. Công danh sự nghiệp thăng tiến lên như diều gặp gió, tiền bạc rủng rỉnh chỉ đếm thôi cũng thấy mỏi tay. Đối với những bạn độc thân thì ra đường sẽ gặp người hợp ý, còn đối với các cặp đôi, tình cảm của bạn sẽ thêm phần bền vững khăng khít. Đó là các con giáp Dần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất. Tuổi Dần. Theo tử vi ngày 9 tháng 12 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp, người tuổi Dần có thể nhanh chóng gặt hái thành công dưới sự thúc đẩy của tam hợp, thậm chí bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Bạn luôn có thể tìm cách mới mẻ để hoàn thành nhiệm vụ. Phương diện làm ăn cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc, bạn có những suy nghĩ đột phá và sẵn sàng là người dẫn đầu trào lưu. Tất nhiên để có thể kiếm tiền về rủng rỉnh, va vấp là không tránh khỏi, nhưng bạn đã chuẩn bị tinh thần để đối diện và vượt qua. Mộc sinh hỏa, gia đình là hậu thuẫn vững vàng cho bạn, người thân luôn ủng hộ bạn trong mọi quyết định, nhờ thế mà bạn lại càng cảm thấy tự tin hơn. Khi gặp phải khó khăn, bạn cũng biết gia đình luôn sẵn sàng giúp đỡ. Trong ngày hôm nay, sức khỏe của tuổi Dần ổn định nếu bạn biết tránh xa những điều phiền nhiễu trong cuộc sống. Vấn đề của bản mệnh lúc này chủ yếu xuất phát từ yếu tố tâm lý mà thôi. Bạn nên theo đuổi một lối sống lành mạnh, không nên sử dụng điện thoại thường xuyên nữa, và điều này khiến đời sống tinh thần của bạn được cải thiện đáng kể. Để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Dần để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Tỵ. Nhờ có tam hội thúc đẩy, người tuổi Tỵ có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương có thể đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích, vì thế hãy khiêm tốn và chăm chú lắng nghe, bạn có thể tìm ra hướng đi mới cho mình. Người làm kinh doanh ký kết được hợp đồng béo bở, mang lại nguồn lợi nhuận nhanh chóng. Hơn nữa, bản mệnh và đối tác là người cùng chí hướng nên trong việc càng thêm tiến triển suôn sẻ hơn, tránh được nhiều tranh chấp không đáng có. Tuy nhiên, hỏa vượng cảnh báo dấu hiệu về sức khỏe mà bản mệnh có thể gặp phải trong hôm nay, ví dụ như nóng trong người, vì thế bạn cần chú ý chế độ ăn uống của mình, tránh ăn quá nhiều đồ cay nóng hoặc dầu mỡ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ. Xem tử vi mùng 9 tháng 12 năm 2022 âm lịch cho tuổi Ngọ, ngày này có tướng tinh chiếu mệnh là sao Tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hung. Cổ Sa có viết, tướng tinh văn võ đều hợp, lộc trọng quyền cao đủ đầy. Mệnh có tướng tinh mà không bị xung phá thì là người hiển đạt, nắm giữ quyền cao chức trọng. Nếu gặp tử, tuyệt phá thì bất lợi. Vì vậy trong hôm nay nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. May mắn là được tình cảm của người tuổi Ngọ trong hôm nay khá là được lòng người. Dù đi làm hay bị ghét nhưng trong quan hệ bạn bè, anh em, họ hàng lại rất được nhiều người quý. Nay mà đi xa thì có quý nhân nâng đỡ, vạn dặm bình an, vô tư không phải lo gì hết. Mặt tiền bạc có thành quả tích cực, đặc biệt là những nhà có người đi làm ăn xa, chuẩn bị mở cửa hàng hoặc buôn bán thêm. Bạn mệnh cứ mạnh dạn, thành tâm, cầu khấn, thần tài ban phước thì sẽ được lộc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và nửa kia rất gắn bó. Mỗi khi gặp vấn đề khó khăn, bạn biết ai sẽ là người lắng nghe và sẵn sàng làm hậu phương của mình. Chỉ cần nghĩ về gia đình, con giáp này sẽ cảm thấy tràn trề động lực. Với người còn độc thân, bạn có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm. Dường như con giáp này đã sẵn sàng để lại quá khứ ở phía sau lưng và mở cửa trái tim mình, chờ đợi một người mới đến với mình. Tuy nhiên kiếp tài xuất hiện lại là dấu hiệu cho thấy bản mệnh dễ vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp, bạn bè. Bạn cảm thấy thất vọng vì nhận ra khi cái lợi xuất hiện trước mắt, ai cũng muốn giành về phía mình.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Theo tử vi hôm nay, hỏa khắc kim khuyên người tuổi Thân cần phải chú ý đến đồng nghiệp xung quanh mình hơn. Không nên lúc nào cũng chỉ tập trung vào công việc của mình, mở rộng quan hệ sẽ khiến bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều. Xem tử vi mùng 9 tháng 12 năm 2022 âm lịch, cát tinh mang lại đời sống tình cảm rực rỡ cho con giáp tuổi Thân. Những cặp đôi từng giận hờn thì nay có cơ hội lớn được hàn gắn yêu thương bấy lâu nay đang bị bỏ bê. Người độc thân tình cờ gặp được lại đối tượng mà bạn từng quen biết trong quá khứ. Giữa hai bạn có thể nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên trước khi quyết định đi xa hơn, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ về người này. Ngày này con đường tài lộc của bản mệnh rực sáng. Đặc biệt nếu bạn là người làm công việc tự do, bạn khẳng định được vị thế của mình trên thương trường nên ngày càng có nhiều khách tới mua hàng hoặc đối tác đến ký kết hợp đồng hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Hỏa sinh thổ, người tuổi Tuất được tận hưởng bầu không khí gia đình ấm áp mỗi khi về đến nhà. Bạn mệnh ít phải lo nhiều chuyện phiền bởi con cái của bạn đều rất ngoan ngoãn và nghe lời. Thậm chí bạn học được nhiều điều hay trong quá trình nuôi con. Với người độc thân, bản tính hào sảng, tự tin giúp bạn gây được ấn tượng rất tốt cho mọi người, kể cả những người đã quen biết từ lâu và những người lần đầu tiếp xúc. Hôm nay có thể sẽ có người chủ động ngỏ lời làm quen với bạn đấy. Tỷ kiên chiếu mệnh, con giáp này có quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Cho dù trước mắt bạn có đầy giấy khó khăn đi chăng nữa, tinh thần nhiệt huyết của bạn thậm chí có thể truyền cho mọi người xung quanh, kể cả tập thể cùng cố gắng. Nhìn chung chỉ có phương diện sức khỏe là vấn đề rất đáng lưu tâm trong ngày này, con giáp tuổi Tuất nhé. Vì thế đừng vì bất cứ lý do gì mà lơ là từ giấc ngủ cho tới chế độ ăn uống của mình. Do sức đề kháng giảm nên bạn thường xuyên ốm đau, nếu phòng tránh được từ đầu bằng việc thường xuyên ăn hoa quả, không bỏ bữa, ngủ đủ giấc thì bạn sẽ giảm bớt đi những lo lắng của mình. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất của phong thủy gia cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức là thứ Bảy ngày 31 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Mậu Ngọ tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa, ngày Mậu Ngọ thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành hỏa cục, xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão tuyệt hợi. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Bính Tý và Giáp Tý. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.